Xin kính chào quý thầy cô của Flyer. Trong tháng 2 này, Flyer sẽ cho ra mắt tính năng ra bài tập giúp thầy cô và các bậc phụ huynh dễ dàng quản lý được quá trình ôn luyện của trẻ từ xa. Để sử dụng tính năng này, đầu tiên quý thầy cô đăng nhập trên trang quản lý lớp, chọn giao bài với học sinh của bạn. Tại đây, thầy cô có thể lựa chọn và điền các thông tin bài test mình muốn giao như loại bài kiểm tra, mức độ bài kiểm tra, và tên bài kiểm tra cụ thể. Sau khi điền đầy đủ các thông tin, thầy cô nhấn tiếp tục để chọn đối tượng giao bài. Tại phần này, thầy cô có thể chọn giao bài theo lớp hoặc theo từng cá nhân học sinh. Và cuối cùng là gửi bài tập tới học sinh của mình. Bài tập được giao sẽ được thông báo qua tài khoản của từng bạn. Với ưu điểm này thì bé sẽ không bao giờ bị quên làm bài tập cả. Đặc biệt, đối với những bạn đã hoàn thành bài tập được giao trên trang quản lý của thầy cô sẽ chuyển về trạng thái đăng. Từ đó, thầy cô có thể dễ dàng kiểm soát được bạn nào đã làm bài và chưa làm bài. Ngoài ra, thì bố mẹ cũng có thể sử dụng tính năng trên để giao bài tập hàng ngày cho trẻ, giúp trẻ hình thành thói quen ôn luyện tiếng Anh mỗi ngày.